tài xế Grabbuy bị đánh gãy hai xương sườn, tràn dịch màng phổi. Một tài xế Grabbuy đang gọi điện cho khách hàng ở cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ bị ba người lao tới hành hung đến mê sản. Vào khoảng 15 giờ chiều 24 tháng 2, tài xế Grabbuy chạy xe đến đón khách ở cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay khi dừng xe gọi điện cho khách, thì nam tài xế bất ngờ bị ba người đàn ông đổ xe gần đó tấn công. Nạn nhân bị hành hung tới mê sản. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, nạn nhân được người dân và các tài xế Grabbuy khác đưa đến Bệnh viện Đa khoa quận Thủ Đức cấp cứu. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Grab Việt Nam xác nhận nạn nhân trong vụ việc chính là đối tác của họ. Tài xế bị đánh gãy hai xương sườn, tràn dịch màng phổi, hiện đang mê sản, không tỉnh táo. Sau khi xảy ra sự việc, đội cơ động của Grab đã có mặt hỗ trợ, đồng thời đến cơ quan công an trình báo sự việc, đại diện Grab Việt Nam cho biết. Ngoài ra, sau khi xảy ra vụ việc, một đội hỗ trợ của Grab đã được cử đến bệnh viện để hỗ trợ gia đình khi cần thiết. Ban đầu là thủ tục về bảo hiểm và tiến hành các thủ tục trình báo công an. Đến thời điểm hiện tại, phía Grab vẫn chưa trao đổi được với tài xế đối tác, do sức khỏe của người này chưa ổn định. Hơn nữa, rất đông tài xế Grabbuy khác đã tập trung tại khu vực cầu vực để tìm cách hỗ trợ, đòi công bằng cho tài xế bị hành hung. Một người trong số đó cho rằng ba người hành hung là xe ôm truyền thống. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Trước đó vào ngày 16 tháng 1, một tài xế Grabbuy ở Biên Hòa, Đồng Nai đã bị người lái xe ôm truyền thống áp sát, gây hấn. Sau lúc cự cãi, anh này bị nhóm người cầm hung khí đánh chảy máu đầu. Kiều Anh Herrlines chim khóc xin lỗi những người liên quan. Sau những lùm xùm về mối tình 3 năm, 7 lần cắm sừng người yêu và 2 cái thai, Kiều Anh Hera đã live stream trên trang cá nhân của mình để cố gắng làm sáng tỏ vấn đề. Đầu tiên, mình muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình, những người đã ủng hộ và an ủi mình suốt những ngày vừa qua. Chuyện tình cảm của mình mà được đưa lên mạng xã hội như thế này thì đúng là điều không ngờ. Thực ra thì anh Sơn đấy là người mà mình đã yêu khá là lâu, và anh cũng là người mình yêu nhất, nên mình có thể nghĩ được là mọi chuyện lại xảy ra như thế. Mình cũng rất cảm thấy có lỗi, bởi vì lúc ấy đã có xử lý được dứt khoát chuyện tình cảm này, nên là mới như thế. Mình nghĩ rằng chia tay một người rồi thì chia tay chấm dứt là xong. Nhưng suốt nửa năm qua mình đã chịu đựng một cái thứ gọi là bị chính người mình từng yêu nhất, dạ dẫm rồi các thứ. Đã chia tay rồi nhưng mà, bởi vì mình không thể dứt khoát được với người mình yêu. Kiểu không còn tình cũng còn nghĩa, nên không thể nào mà quá dứt khoát được. Với cả thực ra lúc đấy là mình rất còn trẻ, chưa trải qua được nhiều cái trong đời, lại còn là kiểu người mình đã yêu nhất, nên không nỡ làm thế. Nhưng mà trong những cái thời gian mà chia tay rồi, ngoại trừ bị dạ, thì đúng là do mình đã quá không dứt khoát. Nhưng mọi người thử nghĩ xem bây giờ, đối với một người kiểu làm dâu trăm họ như mình, nếu bị tung ảnh nóng với clip nóng lên, thì kiểu nó sẽ bị như thế nào ý? Với một người con gái bình thường mà bị như thế thôi thì đã bị khủng bố rồi, bị mọi người chỉ trích. Đối với một người làm công việc streamer như mình thì nó sẽ còn hơn như thế nào nữa. Thực sự là mình không thể ngờ được là kiểu người mình yêu nhất lại đối xử như thế với mình. Mình biết anh ấy vì yêu mình quá. Tại vì yêu quá nên mới làm những cái như thế. Nhưng cũng không thể ngờ là đến ngày hôm nay lại có thể đặt những cái điều bôi xấu mình như thế. Mình mong là mọi người nếu mà đã xem được những thông tin trên mạng thì hãy để ý một chút. Vì những thông tin ấy kiểu như là làm cho mình có thai 5 tháng. Trong khi đấy tháng nào mình cũng live stream bình thường, vẫn đi ra ngoài làm việc, quay clip lên hình các thứ. Làm sao mà lại giấu được như thế đúng không? Và đúng là cái khoảng thời gian nửa năm tới giờ mình đã sống trong quá sợ hãi. Như kiểu là nó bị khủng hoảng tinh thần luôn ý. Mình biết là có rất là nhiều người đang vào đây để chửi mình. Mình chỉ mong là mọi người hiểu. Con người thì ai cũng có những sai lầm. Mình không nói trong chuyện này mình hoàn toàn đúng, mình có thể nói thế được. Mình cũng có những lỗi sai với người yêu cũ, nhưng hoàn toàn thì nó cũng không thể nào quá ghê gớm như anh ấy viết được. Mình đọc mà mình còn cảm thấy sốc luôn. Mình mong là mọi người nếu xem được cái livestream này thì kiểu cùng là con người với nhau, thì đừng chỉ trích mình quá. Thực ra là nếu mà mình sai với người yêu cũ của mình thì cũng không ảnh hưởng đến ai cả, nhưng mình không hiểu tại sao mọi người lại đáng sợ với mình như thế. Từng tin nhắn, từng comment rồi từng lời chửi bới, rồi những người họ cho là mình biết đấy là sự thật ấy. Nhưng liệu có ai từng thông cảm, hiểu cho cảm xúc của mình không?
Nếu như những chuyện ấy là bị oan thì một cô gái trẻ như mình thì phải trải qua những cảm xúc như thế nào? Nhưng mọi người cũng biết là, vì quá sợ hãi nên nhiều lúc mình không thể nào kiểm soát được những lời nói của mình. Nhưng mà thời gian quá dài nên có lúc mình phải quyết định là chấm dứt hẳn, thậm chí là phải chuyển vào Sài Gòn sinh sống và làm việc, để có thể chấm dứt hẳn chuyện này, để không thể bị dạ dẫm như thế cả đời được. Thực sự mình bị như thế mình cũng không bao giờ nghĩ đến chuyện lên mạng bêu xấu, rồi bóc phốt người yêu cũ của mình cả. Nhưng mà không ngờ là chính mình phải hứng chịu những điều đấy. Hôm nay mình chỉ muốn nói là gửi lời xin lỗi đến cả người yêu của mình, vì trong chuyện đó mình cũng có những cái sai. Mình muốn gửi lời xin lỗi đến gia đình mình, vì phải chạy theo lo cho mình như thế. Đặc biệt là bà, rất là thương bà của mình. Hôm trước bà có gọi cho gia đình anh ấy để tìm cách giải quyết mọi chuyện êm đẹp, nhưng không thể tin được là anh ấy lại quát bà của mình như thế, thậm chí là lại còn tiếp tục ghi âm lại những cái bà mình nói. Thực sự là bà mình chỉ muốn giúp mình đỡ lại được phần nào, nhưng mà không ngờ mọi chuyện nó lại như thế. Mình cũng muốn xin lỗi tất cả những người hâm mộ của mình trong suốt thời gian mà mình livestream, cũng như tất cả những ai đang còn bên cạnh mình, an ủi và tin tưởng mình, giúp mình vượt qua chuyện khó khăn này, và mong mọi người có thể thông cảm cho mình. Trong chuyện tình yêu thì dù có như thế nào thì người con gái vẫn là người thiệt nhất. Rất mong mọi người có thể rộng lượng mà bỏ qua những lỗi lầm, coi như là lỗi lầm của mình, để mọi chuyện lại có thể bình thường. Mình cũng xin lỗi đến những người đã bị lôi vào trong câu chuyện. Mình không muốn gây ảnh hưởng đến ai. Nếu có thể thì hãy đổ hết lỗi lên đầu của mình cũng được. Chứ câu chuyện không liên quan đến người ta thì nó rất là ảnh hưởng đến công việc và gia đình của người khác. Mình xin lỗi. Lâm Khánh Chi đau đớn khi táo quân miệt thị cộng đồng LGBT. Nữ ca sĩ chuyển giới đã lên tiếng khẳng định, tôi không đồng tình với việc táo quân đem giới tính thứ ba ra làm trò cười cho thiên hạ. Như vậy là xúc phạm, miệt thị và thiếu sáng tạo. Vừa qua, sự việc Viện Nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường cùng Trung tâm Tổ chức Bảo vệ và Thúc đẩy quyền của người LGBT phản đối việc sử dụng hình ảnh bắt đẩu trong táo quân để bôi bác người thuộc giới tính thứ ba đang trở thành tâm điểm chú ý của khán giả và cộng đồng mạng. Là một trong những người thuộc cộng đồng LGBT, nữ ca sĩ chuyển giới Lâm Khánh Chi cũng bày tỏ suy nghĩ của bản thân về sự việc. Cô cho biết, bản thân cũng rất yêu thích táo quân, bởi lẽ đó là một chương trình hay và có nhiều ý nghĩa, đặc biệt về giá trị phản ánh hiện thực xã hội. Lâm Khánh Chi cũng khẳng định là một chương trình hài, nên ngoài việc đã kích thói hư tật xấu, táo quân hiển nhiên phải có những chi tiết trào phúng, gây cười cho khán giả. Để làm được điều đó, không thể thiếu các hình tượng kịch cỡm, khác người. Tuy nhiên, khi táo quân lựa chọn đem người thuộc giới tính thứ ba vào kịch bản chương trình, thông qua hình tượng nhân vật bắt đẩu, nữ ca sĩ cho rằng đây là một hành động đáng buồn. Đặc biệt là khi biên kịch cố gắng nhồi nhét vào nhân vật này chi tiết lố lăng, thô thiển nhất như đánh đá, điêu ngoa, mê trai. Bên cạnh đó, từ trang phục, đầu tóc, trang điểm tới hành động, cách nói năng của bắt đầu đều khá phản cảm và không đúng thực tế giới LGBT. Tôi rất thích xem Táo Quân vì đó là chương trình hài có giá trị. Nhưng nhiều năm gần đây, tôi cảm thấy khó chịu mỗi khi mở TV vào đêm 30 vì bị đập vào tai những lời diễu nhạ giới tính của mình. Lâm Khánh Chi bộc bạch là một trong những người chuyển giới đã phải đấu tranh, thay đổi hết mình để sống đúng với con người thật của bản thân. Lâm Khánh Chi chia sẻ quá khứ từng chịu đựng giây phút khó khăn, gian nan và đau đớn nhất. Người chuyển giới phải đấu tranh với gia đình, xã hội, phải làm lụng vất vả để tích lũy và tự vượt qua chính mình. Chưa kể, họ còn phải chịu đựng hàng trăm cơn đau khi dao kéo xẻ vào da thịt mình và đứng trên ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết. Cũng chính bởi vậy, nữ ca sĩ cho biết, người chuyển giới rất nhạy cảm và dễ tổn thương trước thái độ ứng xử của người khác. Có thể những chi tiết trên táo quân bình thường với khán giả đại chúng, nhưng với họ, đó là sự xúc phạm, ảnh hưởng không nhỏ tới tinh thần của chúng tôi. Lâm Khánh Chi đưa ra giả thuyết, giả dụ như trên cơ thể bạn có khiếm khuyết nào đó mà bạn không mong muốn, nhưng người khác lại cứ lôi nó ra để bị đặt, phóng đại nhằm mua vui cho thiên hạ, bạn có chịu được không? Đó chính là cảm giác của tôi khi xem táo quân đấy. Có thể nhiều người không biết rằng ở các nước ngoài, đặc biệt là Âu Mỹ, người chuyển giới vẫn thường xuyên xuất hiện trên phim ảnh, những chương trình truyền hình. Tuy nhiên, theo cái nhìn của Khánh Chi, dù cách ăn mặc của họ có màu mè, trang điểm sặc sỡ nhưng hoàn toàn theo hướng nghiêm túc, chứ không phải làm lố như cách tạo hình của bắt đầu ở táo quân. Cô bộc bạch, người chuyển giới, hoặc giả gái trong truyền thông Âu Mỹ,
vẫn bộc lộ đúng giới tính của mình như điệu đà, kiểu cách, nhưng tôi hầu như không thấy họ bị chế giễu, lôi ra làm trò đùa. Chỉ ở Việt Nam và một số nước Á Đông khác, tôi mới thấy việc người chuyển giới bị đem ra làm trò cười lố bịch như vậy. Đối với táo quân, nó càng cho thấy sự thiếu sáng tạo của họ, khi cả một tập thể người không còn những ý tưởng gây cười nào khác, ngoài việc lôi người chuyển giới ra huyên thuyên. Kết thúc vấn đề, nữ ca sĩ kiên quyết phản đối cách thể hiện của táo quân. Cô cho rằng chương trình không có quyền miệt thị và xúc phạm giới LGBT. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.